nha, con 400 mình chốt luôn rồi nha. Đây, giờ mình sẽ kiểm tra cũng như cũ, mắt mũi móng mỏ. Đây. Mình cứ thông màu đàng hoàng hết nha. Nó mét còn nhiều hè. Đuôi cũng to luôn nha. Rồi, ok, giờ chờ vô thùng. Rồi, mình còn lại vài con nữa mọi người, còn hai cặp với lại hai con lẻ. Rồi, đúng rồi, hai cặp với hai con lẻ nữa hết rồi. Ok, chào mọi người ha. Thì bây giờ mình quay kiểm tra bể lửa này để mình gửi về Bến Tre. Thì cái này cái anh đó anh chạy xe ôm thì anh nói anh cũng muốn mua chiên của mình, thì mình tiện đây mình vừa bán vừa tặng luôn. Cái bé này chung với lại cái bé mà mình nói với anh em là cái con bị một móng không bấm cầu, mà thấy đâu đẹp không, vũ vũ quăng đàng hoàng nha. Đó, nói chung là ok, giờ thì cho nó vào thùng để chuẩn bị về Bến Tre thôi. Thì mình vẫn còn rất là nhiều con à, anh em cứ alo cho mình thì có chim thôi chứ không có gì hết, nhưng mà đuôi thì ngắn thôi mọi người chứ không có dài ha. Ừ, do mình một cầm tay một 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 tay cầm một tay quay nên nó đó, con này bắt đầu chớm lửa rồi, chăm ok đàng hoàng thì nó sẽ hót lại thôi, tại vì cái họng của nó nè mọi người ha, nó chớm đen rồi đó. Đó nè, ngoài ra vẫn còn ép vàng ha, à, mắt mũi đầy đủ, móng mỏ ok hết. Rồi, giờ vào thùng thôi. Giờ Bến Tre. Còn con kia thì mình hứa mình tặng anh ráp của mình rồi, cho nên là thì lúc mà mình chia 200 thì ông anh em ở ngoài Bắc gọi mình nhiều quá nên mình không có gửi qua đó được. Anh em cứ nghĩ một con chim 200 mà gửi tiền xe ra đó 400-500 ngàn nữa là còn khác gì mua con chim 600. Cho nên là mình không có gửi được, với lại nay xe ra đó thì mình cũng không biết xe nào đi nữa. Có thì đi đường tàu hỏa, thì hiện tại bây giờ thì mình không liên hệ được với mấy cái anh hồi trước mà làm ở ga tàu á. Mình hiện tại mình đang tìm lại, nói chung là mình sẽ tìm có xe lửa đi ra ngoài đó thôi, chứ còn mà ví dụ mà xe khách thì mình sẽ không gửi đâu. Nhưng mà xe lửa đi á, thì tiền cước sẽ 200, nếu mà luôn tiền trăm nữa sẽ là được 400 ngàn mọi người, tiền trăm của họ 200 nữa. Cho nên là đi cước á, đi như vậy á, thì phải con chim nào nó có giá trị một xíu thì mình mới không có tiếc cái tiền người ta chăm mọi người, chứ con chim mà không có giá trị mà chăm như vậy thì nó rất là cực. Ha, thì giờ mình còn vài con nữa, anh em cứ khích thì alo cho mình ha. Số điện thoại mình là 0929 887 346 ha. Thì anh em muốn xem chim trực tiếp hay gì đó thì mình cái cách bán chim của mình anh em ở xa thì anh em sẽ biết được, là mình sẽ kiểm tra chim bằng cách là mình quay video mình gửi anh em, hoặc là anh em không xem được thì mình sẽ đăng lên YouTube cho anh em xem. Đó, thì kiểm tra đầy đủ hết đàng hoàng. Thì cái thùng như thế này thì mình cũng chia sẻ anh em cái thùng đó, thì mình tất cả cái thùng thì mình sẽ nhớ là người ta sẽ làm dấu như thế nào và ra sao này kia kia nọ, là mình sẽ để ý như vậy. Thì khi mà con chim tới tay mình á thì mình sẽ biết được là nó có đúng như vậy hay không, à, tránh cái trường hợp là người ta sẽ tráo chim đổi chim. Thôi giờ mình cũng xin kết thúc video này ha, chào tạm biệt tất cả mọi người nha, hẹn mọi người clip sau ha.